Đây là cái phần mộ của cụ tổ đời thứ tư Đỗ Quang Hiến. Cụ bà là cụ Đới Thị Đoại. Cụ Đới Thị Đoại thì là con gái của cụ Thụy, Đới Văn Thụy. Đấy, đời thứ ba của họ Đới cùng thôn. Đấy, hai cụ là để lại người con trai trưởng là cụ Đỗ Quang Thịnh ở lại Trang Hải Lãng ở với ông bà ngoại họ Đới. Còn cụ đưa là 10 người con, trong đó có 6 người con trai và 4 người con gái vào trong Kim Sơn này vào những năm 1830. Đi theo các cụ họ Vũ, họ Trần, họ Dương ở Đông Lĩnh, Trang Túc và Lộng Liền, xã Nghĩa Đồng. Vào đây là chiêu dân khai hoang lập lên cái làng Phúc Điền. Bây giờ là thôn Phúc Điền, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Và để nhớ công ơn của các cụ chiêu dân lập ấp thì dân làng Phúc Điền đã lập đền thờ, trong đó có bài vị vừa nãy chúng tôi đã nêu, là có bài vị ghi là cụ Đỗ Quang Hiến ở trong bài vị thờ trong đền. Ngôi mộ này được con cháu sửa xây lại trùng tu lần đầu là năm 2003, năm 2019 thì lại trùng tu lại lần thứ hai. Đấy, đây là cái hai câu này là xin chữ các cụ: vạn đại truy tư lưu bất tử, có nghĩa là muôn đời khi mình nhớ lại thì các cụ vẫn là còn sống, không phải là đã chết. Còn bên này là thiên thu tưởng niệm vọng như sinh, tức là ngàn năm mà nhớ đến các cụ thì coi như các cụ vẫn còn sống. Đấy, đấy là cái ý nghĩa cái câu đó. Thế giờ vào đây, đây là cái bia đá mà con cháu dựng lên để cho hậu duệ lâu dài con cháu ghi nhớ, nhưng mà cũng để quảng bá với nhân dân dân làng ở đây, là cái nơi này là thờ lăng mộ an táng của cụ Đỗ Quý Công, Đỗ Quang Hiến. Thì đây là cái câu này. Câu này cũng như bên ngoài, nhưng mà đây tên cụ, đây đây mộ cụ, đây tên đây là Thượng Thượng Tổ Khảo Đỗ Quý Công Húy Hiến Mộ. Đây là cụ ông cụ bà, đây là tổ tỷ chính thất Đới Quý Thị Húy Đoại Mộ. Đấy, cụ Đoại đây là con gái của cụ Thụy, là chị cụ Cách, con gái của Thụy. Mà cụ Thụy là đời thứ ba của họ Đới, mà cụ Hiến thì là đời thứ tư của họ Đỗ, là con rể cụ đời thứ ba, là ngang nhau. Đấy, đấy là cái câu đó. Đây cái chỗ này, đây là gia đình ông Đỗ Trọng Hoành cúng tiến. Mộ đây là con trai thứ năm của cụ đây, đây là Cao Tổ Đỗ Công Húy Phụng.